Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 của trang web olm.vn. Trong bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về số nguyên âm, về tập hợp các số nguyên và đặc biệt là cách tìm số đối của một số nguyên. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, tiếp tục với chương trình đại số lớp 6, chúng ta sẽ tìm hiểu sang một nội dung mới. Và trước khi tìm hiểu nội dung mới này thì cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các em. Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai địa điểm Vostok và Ottawa lần lượt là âm 31 độ C và âm 7 độ C. Theo em, trong tháng 1 thì nơi nào lạnh hơn? Như chúng ta đã biết thì nơi nào lạnh hơn sẽ có nhiệt độ thấp hơn. Vì vậy, để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ phải so sánh được hai số âm 31 và âm 7 xem số nào nhỏ hơn và số nào lớn hơn. Và để so sánh được hai số này thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học mới, đó là thứ tự trong tập hợp số nguyên. Phần một nhỏ so sánh hai số nguyên. Ở trên màn hình cô có hai dạng trục số là trục số nằm ngang và trục số thẳng đứng. Đầu tiên ở phía bên trái, trục số nằm ngang có hai số A và B ở trên trục số này. Ta có quy tắc, nếu mà điểm A nằm bên trái điểm B thì số nguyên A sẽ nhỏ hơn số nguyên B. Và tương tự với trục số thẳng đứng nằm bên phải, nếu mà điểm A nằm ở phía dưới điểm B thì số nguyên A sẽ nhỏ hơn số nguyên B. Và khi mà chúng ta có A nhỏ hơn B thì ta có thể viết là A nhỏ hơn B hoặc là B lớn hơn A. Và ở đây cô có một ví dụ minh họa nho nhỏ dành cho các em để các em có thể hiểu bài hơn. Trên màn hình chúng ta nhận thấy số âm 4 thì nằm ở bên trái số âm 3. Vì vậy là chúng ta có thể nói âm 4 nhỏ hơn âm 3 và ghi là âm 4 nhỏ hơn âm 3. Hoặc là ta nói âm 3 lớn hơn âm 4 và ghi là âm 3 lớn hơn âm 4. Và bây giờ, quan sát hình ảnh trục số ở trên màn hình, các em hãy nhận xét vị trí các điểm âm 5, âm 1, 5 so với điểm gốc 0. Như chúng ta nhận thấy thì âm 5 và âm 1 nằm ở bên trái so với gốc 0 và điểm 5 thì nằm ở phía bên phải so với gốc 0. Và từ đây thì chúng ta nhận ra một điều đặc biệt rằng tất cả các số âm thì sẽ nằm ở phía bên trái so với gốc 0, vì vậy là số nguyên âm sẽ luôn nhỏ hơn 0. Ngược lại thì các số nguyên dương sẽ nằm ở phía bên phải so với 0, vì vậy là số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Ta có kết luận số nguyên dương luôn lớn hơn 0 và số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0. Vừa rồi dựa vào trục số thì chúng ta đã so sánh được hai số nguyên. Tuy nhiên, nếu mà không có trục số thì chúng ta cũng có thể so sánh được. Ở đây cô chia ra hai trường hợp so sánh hai số nguyên khác dấu và so sánh hai số nguyên cùng dấu. Với trường hợp so sánh hai số nguyên khác dấu, như vừa rồi thì chúng ta đã nhận thấy số nguyên âm luôn nằm ở phía bên trái so với số nguyên dương. Vì vậy ta có kết luận là số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương. Trường hợp thứ hai là hai số nguyên cùng dấu. Dạng 1 ta so sánh hai số nguyên dương. Với dạng này thì tương tự với việc so sánh hai số tự nhiên mà chúng ta đã được học ở chương 1, vì vậy là cô sẽ không nhắc lại. Dạng thứ hai, so sánh hai số nguyên âm. Ở đây cô lấy ví dụ chúng ta sẽ so sánh âm 200 và âm 12. Ta sẽ thực hiện so sánh theo các bước như sau. Bước đầu tiên là chúng ta bỏ dấu trừ trước cả hai số âm. Bước này đồng nghĩa với việc là chúng ta tìm số đối của hai số nguyên âm đã cho. Như vậy, khi bỏ dấu trừ trước cả hai số âm âm 200 và âm 12 thì ta nhận được hai số là 200 và 12. Bước thứ hai, trong hai số nguyên dương vừa nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu sẽ lớn hơn. Ta nhận thấy là 12 thì nhỏ hơn 200, vì vậy là âm 12 sẽ lớn hơn âm 200. Đến đây thì chúng ta đã so sánh xong hai số âm 200 và âm 12. Và từ đó thì ta rút ra kết luận. Với hai số nguyên âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn. Và từ kết luận này thì các em hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài học mà cô đã đưa ra. Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai địa điểm Vostok và Ottawa lần lượt là âm 31 độ C và âm 7 độ C. Theo em trong tháng 1 thì nơi nào lạnh hơn? Chúng ta so sánh hai số âm 31 và âm 7 với nhau. Nhận thấy các số đối là 31 thì lớn hơn 7.
Vì vậy là âm 31 thì nhỏ thua âm 7. Nên là trong tháng 1 thì Vostok sẽ lạnh hơn Ottawa. Và bây giờ sử dụng các kiến thức về việc so sánh hai số nguyên khác dấu cũng như là hai số nguyên cùng dấu mà cô vừa đưa ra thì các em hãy thực hiện ví dụ sau nhé. So sánh các cặp số nguyên sau: âm 10 và âm 9, 2 và âm 15 và cuối cùng là 0 và 3. Với cặp đầu tiên, âm 10 và âm 9 là hai số nguyên âm, vì vậy là chúng ta sẽ so sánh các số đối của hai số nguyên âm này. Nhận thấy là 10 lớn hơn 9, vì vậy âm 10 sẽ nhỏ hơn âm 9. Cặp tiếp theo, 2 và âm 15. Đây là hai số nguyên khác dấu và ta có quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương. Vì vậy ta có 2 lớn hơn âm 15. Và cặp cuối cùng là 0 và 3. Đối với cặp này thì chúng ta đã so sánh đơn giản rồi, 0 sẽ nhỏ hơn 3. Vừa rồi ở trong mục 1 thì chúng ta đã học được cách so sánh hai số nguyên khi mà có trục số hoặc là khi không có trục số. So sánh hai số nguyên cùng dấu cũng như là so sánh hai số nguyên khác dấu. Và bây giờ để so sánh được nhiều số nguyên cùng một lúc với nhau cũng như là sắp xếp các số nguyên theo thứ tự là tăng dần hay giảm dần thì chúng ta sẽ bước vào mục thứ hai, đó là thứ tự trong tập hợp số nguyên.